Tạo áo hài
sân bóng dưới tiền tân mảnh nhạc vun dịu dàng tiếng đàn tiếng hát trẻ vang xả từ bi vi tác chứng minh cũng giang dị tất củ sơ đối trạng văn cẩn đương thế nào tuân phụng như lai thần tuân phụng thích ca như lai dị giáo đệ tử thiền hoàng thiên cùng khề thủ cấu thủ bách bái đại từ minh bạch thường ngôn ni à hồi à thiên chi biết vì biết sinh vận hành bất thức nhân chi tình dục an dục nghỉ dần khi đạo khả thông nhất niệm chí thành thiên tường bất tập biến hữu Việt Nam quốc Hải Phòng thành phố Việt quận Đông Kê phường tổ 13 cụm dân cư số 4 đi mua thiên đế tài minh tử cổ tử vũ xá cư phụng mà không phát thánh cúng tàn thu thiên long vân khánh hội tháng tám tiệc cha à khai đàn tiền ni phủ xuất thủ chỉnh đồng phát tấu thỉnh phật viên kinh cung minh tam phủ công đồng tứ phủ vạn linh trần triều sớm tâm sơn trang cùng cống hoa đàn long chu tượng mã hình nhân tích tướng sám tẩy thần căn giải trừ hạn ách kỷ khất cầu an giá cầu hoàn mệnh đắc vinh an thân cung tráng kiện gia môn cắt cánh tài nồng cưng long an cư lập nghiệp công danh kiện toàn phu tê hòa thuận bách niên dài lão dài cung tứ tiện thì nhà siêu độ hương ổn gia tiên tiện tổ cầu nguyện ông siêu dương thịnh trừ khi nghi thần thì thánh đồng trần thị nghi bàn mệnh đinh cùi niên hình canh ngũ tập tứ tuê cùng sự tại hiển linh quang điện hai mươi trên linh tư đình đông đông hải thế dân thành phố Hải Phòng kỳ kỳ thì đại tấu và căn chủ đệ tử trần thị hoan bàn mệnh sinh như tân dậu niên hành canh tứ tập tứ tuê tiền thân Việt thầy quốc lai sinh ý, dị châu kim sinh ý, Nam Việt để văn tạo bắt đầu đệ nghị lập tồn kim niên chính trực thái âm thanh quân nì lượng lâm bát quái chân cung thần nì quan quyền cai hoa giáp nì bản bệnh nì nhung hoa công vi chúa kim niên chính trực thì kim thần tiết chủ kim thần tiết đi chủ nghiệp chung phê long bản bệnh nhị màu ngọ niên hành canh tứ thập tam tuế tiền thân ni chú quốc cơ nai sinh nhị từ châu kim sinh Nam Việt văn tào bạc đẩu của đệ tam tự môn ni kim niên chính trực kế đô tinh quân vương lâm bát quái khôn cung thần ni quan quyền cai hoa giáp thủ mệnh nhị ánh hoa công chúa các ni chủ trần ni ngô ni vượng người bàn bệnh quý hợi niên ngành canh ni tam thập thì bát tuế tiền thân thể quốc kỳ hơn ai sinh nhì thánh nghĩa châu kim sinh nhì Nam Việt ni văn tào bậc đầu đệ nhất thi tham mi na ni kim liên chính nhì trực thủy diệu tinh quân vượng nâng bát quái mỹ cung thần ni quan quyền cái hoa giáp phi thủ mạnh nhì bảo hoa công y chúa hợp đồng nhì cán chi cán chủ thành tâm thiên tấu nhì tức nhật khẩn thiết trí thành đại dân phù giám phi thiền ngôn niệm thần đẳng mệnh sinh nhân thế số hệ thiên cung
tổn tí quý thiết chi lan đào bị thái thịnh chi chi vận giá thân cuồng thù giác tinh tỷ minh mỗi mỗi sự hành nhất nhất khởi năng trung ly ban ban vọng ngữ đa đa hoặc ngữ quay xưa viên tư khỏe thù nhật tẩy tâm xa mỗi nhà khất dài thiền nhân chi quá kiếm nguyện cầu kim nhật đắc an ninh công di nam mô tập phương vô lượng thượng trụ tam bảo kim liên tòa nam mô linh cảm quán tâm bồ tát hồng liên tòa tám giới thiên chúa thu phủ vạn linh công đồng thánh tế ngọc bệ hạ thiên thiên địa thiên vị thiên tam tòa thánh mẫu thư phủ thánh tiên nhiệt giá hội đồng ngọc bệ hạ trần triều hiện thánh nhân đạo đại vương sắc phong thượng đẳng tối linh thần ngọc bệ hạ thiên đình thượng hạ thủy cung công đồng nhiệt giá hoàng tử vương quan thanh tra giám sát cai đồng thủ mệnh thánh thiền bát bộ sấn lâm sơn trang tư tính thổ lang thập nhị thiên cô tứ phủ thánh cầu nhất thiết uy linh thị tòng thánh trung vị thiền cung ma bằng thánh tử đồng thủy chân giáp phục nguyện phàm tấn hồi quê ngân thanh nghĩ sao văn bá đức khảo sinh phúc bảo tri ân tổng dục thí nhân cộng thiền vật sớm chiêm mãn nguyện cầu hai chữ trường sinh cửa nhà phú quý khang ninh thọ trường gia môn môn tứ thời tưởng vĩnh tồn nhiều rẻ thương mại hay thông tai tống diệt trừ tử linh phúc tập đán thần hạ tình vô nhậm kịch thiết bình tránh chi chi cẩn tấu thiên vận anh thi liên bát nguyện đi các nhật hương thời thánh đồng đệ tử thành tâm tấu đầu thượng tấu à để vào cái tích chi phúc giáng tưởng ngưỡng đại phật thì thánh thì công hoàng tế độ bảo hiệu với nếu Việt Nam quốc hải phòng thành ngô quyền quận đông khê phường tổ 13 cụm dân cư số 4 tỷ vu thiên đàn tại ninh tử cổ tử phú sa từ vùng hòa phật thánh thì ngự tiền muôn niệm phần đàn xích cư việt thị tuần thị nam mở thị nhà dân dục cầu tác ý tức đi chi tương an đi bản thức dưới các đi hùng chi à thống với anh đi chỉ không ý à khiến nhiều vị tận trừ hạn anh đi giao sung nghị thời vận đi kiếm mê nình thí à đi à quả hà bại đã thần na tiếng có nhậm ý thiết bình tranh chi chi cần thấu thiên vận cánh kỹ liền bát nguyệt sơ các nhập nhân thời thánh đồng thể tử cấu đầu thành tâm bách bái thượng tấu hòa thánh mẫu tơ hồng bếp đi tập xe duyên đi nhà hàng gia nghi thất tín chủ lòng thành nhà ân chiêm thánh đức quan hồng kết duyên bánh miền dây não à thánh tín chủ lòng thành nhất bái thiên địa nhị bái tam phủ công đồng phú thê giao bái hồ tam bôi hai thứ hôn nhau cai chi minh minh nhận chiếu pháp vi trần thế giới không nhất niệm nhũ nhân sinh thiên khai vạn vật tổng nhất tâm phi nhân đủ thức tâm quang chiếu minh tư quang quân nghệ kim nhật hoàng thừa quang kiêu thế bên nhau giám sát chiếu hình nhân phụng thị như lai hiền khai thần là thống minh tiêu hồn tình như lai điểm khai tâm hình khai tâm hình thần tâm thế như lai điểm khai ý hình khai ý hình thần tâm minh linh trong nhân thần kỳ diệu hoặc minh chiêu hình nhân nhất chân tưởng thanh tịnh tư thể bình khác thường được phân vô trước lại bắt tức tính yên trường nam mô khai hoặc hình nhân
Nam mô Khai Quang Thị Thể Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Khai Quang Giới Nghĩa Thị Thiệt Thân Tí Bồ Tát Ma Ha Tát. Chủ Hiện Thành Đế Tạ Phật Thánh Ba Đế. A Di Đà Phật, nghe thời khóa lại Phật Thánh Tam Ủng Đồng Tứ Phụ Hoàng Ninh Trần Triều Xuân Tâm Sơn Trang Hội Đồng Phật Tử đã được chu viên. Cũng là quan thầy của họ Trần, họ Nguyễn.
xuất tủ, ngày hôm nay ra khai đàn xuất tủ, trình cha trình mẹ để được yên căn nguyên số trên sổ thiên đình. Nhất tâm của Phật thật tâm đầy thần tam tứ phủ thật tâm con thầy cha mẹ độ cho tám tổ số báu a lại là ra ra để yên căn nguyên số trên sổ. Yeah.
Cao Minh Trưng Giang Tiên Hữu Việt Lam Quốc Thái Phòng Thành Ngô Quyền Quận Đông Khê Phường Tổ 13 Cụm Dân Cư Số 4 Y Vũ Thiết Đàn Tài Ra Môn Tất Thánh Tài Động Tương Long An Cư Lập Nghiệp Công Danh Kiện Toàn Kim Thần Thanh Đồng Trưởng Trần Thị Nga Bản Mệnh Đinh Mùi Viên Thành Canh Ngũ Dọc Cư Thế Cũng Sự Tại 20/54 Ninh Quang Điện Tỉnh Đông Sứ Cư Kỳ Vị Đại Tấu Căn Chủ Đệ Tử Trần Thị Loan Bản Mệnh Nhà Tân Dậu Liên Thành Canh Ngũ Dọc Cư Thế Tân Nga Chủ Nguyễn Trung Hoa Long Bản Mệnh Mộc Ngọ Liên Thành Canh Tư Thập Tam Thế Liên Hòa Thiên Tiên Đệ Nhất Đỡ Kiểu Thiên Thanh Nhà Vân Công Chúa Cùng Cái Đạn Nguyễn Thị Hoàng Nữ Vương Quan Chư Bị Khâm Sai Cai Đồng Thủ Mệnh Căn Chủ Bị Tiền Thiên Phủ Thứ Thiên Sứ Giả Trưởng Bạ Tào Quan Nhất Thiết Thánh Trúng Bị Tiền Đệ Nhất Vương Quan cầu độ cho bản mệnh ba căn chủ bình an nhất thiết sở cầu tất giai quả hoạn an thần ở tỉnh vô dập kích thiết bình canh chi chính là đầu tiên vận canh tí nhân ban nguyệt sơ phát trên thời thích ca như lai di giáo đệ tử thần hành thì là phật quan quyền quan trọng quan ra bằng trong thế bản còn kêu cho hai chữ đệ sinh phần Từ khi thân 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 th
năm Khánh Hội tháng 8 kiểm tra quan anh ta về đại linh từ phú xá toàn vạn ban danh ban sắc cho thanh đồng họ Trần. Ta về ta nhận lĩnh nhận đồng, ta chứng tàu vườn ta lai cánh sứ tờ đơn cánh trạng trầu lá câu quả long trung tượng mã tam vị chu tiền là chứng cho bà họ. Còn cái nhà quốc phủ ngày hôm nay ta về ta nhận bảo canh đi, ta đụng cho từ nay mà trở đi từ chi mà về hồng và cho yên ta liên chế lên sổ khắc ha. Các ban khen cho cung đảng, các ban khen cho pháp sự đấu đối tàu vườn đánh sớ âu mạch vạch rồi, ta ban khen cho tay quỳnh tay quế, ta ban khen cho các thanh đầu đạo quan về cho duyên đàn lễ của thầy trò ta ngày hôm nay đàn sơ học chúc các thầy học qua còn ai muốn nhớ đọc bài học ha.